Mẹ bầu ăn nhiều hộp vịt lộn có giúp con to lớn hay không? Cái gì cũng hay, mỗi cái hay là dở. Bác sĩ Gấu Trúc nói cho các mẹ nghe nha. Chuyện ăn và hộp vịt lộn khiến con to lớn là một truyền thuyết dân gian rất là nổi tiếng, mà mẹ bầu nào cũng cố gắng ăn hết. Một ngày ăn 5-6 trái, nhưng mà thực ra nó không phải là chắc chắn 100% là em bé sẽ lớn. Cũng có em bé lớn, cũng có em bé không. Bởi vì sao? Có rất nhiều thứ để quyết định cho một em bé lớn hay không, còn phụ thuộc vào cái bánh nhau dây rốn của chúng ta có đủ đảm bảo để nuôi em bé lớn hay không nữa. Vì vậy nên là hộp vịt lộn chỉ có góp phần nào đó thôi. Hộp vịt lộn của chúng ta nó có khá nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là có đạm ở trong đó. Vì vậy nó góp phần cung cấp cho một phần nào đó chất dinh dưỡng cho em bé. Nhưng mà chất dinh dưỡng của chúng ta nó còn có những gì? Nó còn có đạm này, lipid này, còn có glucid này. Có rất nhiều thứ để quyết định cho một em bé lớn hay không, còn phụ thuộc vào cái bánh nhau dây rốn của chúng ta có đủ đảm bảo để nuôi em bé lớn hay không nữa. Vì vậy nên là hộp vịt lộn chỉ có góp phần nào đó thôi. Hộp vịt lộn vừa ngon vừa bổ dưỡng như vậy thì sao các mẹ từ chối được? Nên cũng khuyến khích các mẹ có thể ăn 1 đến 2 trái mỗi ngày mà không sao cả. Nhưng mà đừng ăn quá nhiều vì có thể dễ gây đầy bụng nhé. Vậy nha, các mẹ cứ yên tâm.